Hello anh em đã quay trở lại Full Stack. Thì cái tháng vừa rồi của mình khá là bận rộn và mình không dành được thời gian để quay video. Thì trong tuần này thì mình quay trở lại với một cái khái niệm có tên là The 12 Factor App, hay dịch ra có nghĩa là 12 yếu tố trong một application. Thì cái khái niệm này trở nên phổ biến khi mà các công ty bắt đầu đưa vào sử dụng container technology. Và mục đích của khái niệm này là khi các bạn ứng dụng vào trong quá trình design và develop application ấy, thì application của bạn sẽ có khả năng scale tốt hơn và khả năng hồi phục khi gặp lỗi cũng tốt hơn. Ngoài ra thì cái khái niệm này sẽ không bị ràng buộc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình hay là software stack nào hết, cho nên là bạn cũng có thể ứng dụng được vào rất nhiều loại application. Trước khi bắt đầu, mọi người đừng quên ấn nút subscribe và like ở phía dưới để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Yếu tố đầu tiên, code base. Thì các bạn nên tracking code base của application của bạn trên version control system để quản lý cái thay đổi của code cũng như là versioning code. Thì ở đấy các bạn có thể sử dụng GitHub, GitLab hoặc là Bitbucket. Thì mỗi application của bạn sẽ nên có một repository để quản lý code base. Thì ở đây là quan hệ 1-1. Thì nếu trong cái hệ thống của bạn có nhiều application và giả sử trong code base của application ấy có sử dụng chung một cái đoạn code nhiều lần, thì các bạn nên tách cái phần code này tạo thành một library và sau đó sử dụng cái library này trong code base như một dependency. Dependency là một cái factor mà mình sẽ giải thích ngay sau đây. Thì ngoài ra, theo kinh nghiệm của mình thì khi các bạn làm việc trong nhóm hoặc trong team ấy, thì các bạn nên sử dụng Git Flow hoặc GitHub Flow để thống nhất về cách đặt tên branch cũng như thống nhất về cách sử dụng version control system cho các thành viên với nhau. Thì cái việc này về sau này sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình triển khai CI/CD pipeline. Factor thứ hai, dependency. Đầu tiên thì mình sẽ giải thích dependency là gì đối với các bạn chưa biết. Dependency là các library hay là các package mà bạn cài đặt sử dụng để chạy được cái source code của bạn. Thì khi nói về dependency, chúng ta sẽ có hai vấn đề chính. Đầu tiên là định nghĩa dependency. Thứ hai là cô lập dependency. Để giải quyết được cái vấn đề đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng các cái công cụ quản lý dependency. Mình sẽ lấy ví dụ, khi các bạn viết code Java thì các bạn có thể sử dụng Maven hoặc Gradle. Thì nếu các bạn sử dụng Maven thì các bạn có thể định nghĩa các dependency vào trong một cái file có tên là pom.xml. Thì tương tự, khi các bạn viết code Node.js thì các bạn có thể sử dụng package.json để định nghĩa các dependency. Nếu các bạn viết code Python thì các bạn có thể sử dụng pip để cài đặt các cái package và sau đó có thể sinh ra cái file có tên là requirements.txt để định nghĩa các dependency. Nếu các bạn viết code Golang thì các bạn có thể sử dụng Go module. Cái vấn đề thứ hai là cô lập dependency. Thì cái cách nhanh nhất để cô lập dependency là sử dụng container và bạn sẽ đóng gói application cùng với các library, các cái package để chạy được cái source code của bạn vào bên trong container. Thì ngoài ra cũng có một số ngôn ngữ lập trình đi kèm với cái công cụ để có thể cô lập dependency. Ví dụ, ở trong Python các bạn có thể sử dụng virtual env để tạo ra một cái môi trường hoàn toàn tách biệt cái môi trường ở trên hệ điều hành. Và khi các bạn cài đặt dependency thì các cái dependency này sẽ được cô lập với cái môi trường của hệ điều hành luôn. Yếu tố thứ ba có tên là config. Thì mình chắc chắn một điều là khi application chạy thực tiễn ở trên môi trường production thì sẽ cần phải sử dụng config. Và đây là cách mà bạn sẽ thay đổi cái runtime configuration của application của bạn. Thì mình giả sử nếu cái application của bạn cần kết nối với MySQL database hay là MySQL ấy, thì các bạn sẽ cần phải có cái hostname này, username và password. Ngoài ra, giả sử các bạn có 3 môi trường: localhost, staging và môi trường production. Thì localhost là môi trường bạn dev ấy, thì các bạn có thể sử dụng localhost DB để dev. Còn đối với môi trường staging và production thì bạn sẽ cần phải sử dụng cái DB tương ứng, đúng không? Để sử dụng config sẽ có hai cách. Một là sử dụng file, hai là sử dụng environment variable, tức là biến môi trường. Thì theo như The 12 Factor App ấy, thì các bạn nên sử dụng environment variable đối với các cái application deploy vào bên trong container để tùy chỉnh cái runtime configuration. Cái yếu tố thứ tư có tên là backing services. Thì khi một application chạy thực tiễn ở trên môi trường production thì sẽ cần phải kết nối với rất nhiều service. Thì mình sẽ lấy ví dụ nhé. Thứ nhất là database. Ở đây có thể là relational database như là MySQL hoặc là NoSQL như là MongoDB. Thứ hai là mail server. Ở đây application của bạn có thể sử dụng SMTP để gửi mail. Thứ ba là caching system. Ở đây bạn có thể sử dụng Redis, Memcache hoặc là Cassandra. Thứ tư là các cái third party API.
của bên thứ ba ấy, để application của bạn có thể truy cập và lấy dữ liệu. Thì có rất nhiều loại service mà application của bạn có thể cần đến. Thì theo như theo Factor App thì bạn nên hình dung các cái service này như là các cái resource hay là các cái tài nguyên, và các cái tài nguyên này có thể gắn vào hoặc là tháo ra, tức là có thể thay đổi thông qua chỉnh sửa cái config, là cái yếu tố thứ ba mà mình vừa giải thích vừa rồi. Thì cái quá trình thay đổi này sẽ không hề ảnh hưởng gì đến code base của cái application của bạn. Thì mình sẽ lấy ví dụ để bạn dễ hiểu hơn nhé. Thì giả sử application của bạn sử dụng relational database, ví dụ là MySQL đi, thì ở trên môi trường dev thì bạn sẽ cài đặt và sử dụng một cái local DB. Nhưng khi bạn deploy lên môi trường production thì bạn có thể sử dụng dịch vụ DB ở trên cloud, ví dụ như là ở trong Google Cloud Platform ấy, thì bạn có thể sử dụng Cloud SQL. Và để thay đổi cái resource DB này thì bạn sẽ chỉnh sửa config chứ không phải là code base nhé. Cái factor thứ 5 là quá trình build, release và run. Đây là quá trình deploy application. Ở trong giờ theo factor app ấy, cái bước đầu tiên là bước build, thì bạn sẽ tải cái code base và sau đó cài đặt các library, các dependency cần thiết để application của bạn có thể chạy. Và cuối cùng ấy, là bạn sẽ compile để tạo ra binary file. Thì tất nhiên ấy, cũng tùy vào ngôn ngữ lập trình thì mình cần phải compile, ví dụ như C++ hay là Golang. Thì kết quả cuối cùng của cái bước này là bạn sẽ có một cái object có tên là build. Thì đây là quy ước của giờ theo factor app. Thì cái bước thứ hai là bước release. Thì cái bước này bạn sẽ sử dụng cái output của bước build và kết hợp với các cái config cần thiết để chạy được cái application của bạn trên cái môi trường mà bạn đang deploy. Thì cái kết quả cuối cùng của cái bước này là bạn sẽ có một cái object có tên là release. Ở trong cái object này sẽ bao gồm build object cộng với cái config. Thì ở đây sẽ có một cái điểm lưu ý là đối với mỗi cái object release thì bạn nên có một cái unique ID. Mục đích của cái unique ID này là để rollback lại về cái version cũ của cái application của bạn. Thì đối với mình thì mình hay sử dụng git commit hash để tạo thành ID, hoặc là mình sẽ sử dụng cái timestamp, tức là cái thời điểm mà mình chạy cái bước release này để tạo thành cái ID. Cái bước cuối cùng là bước run, thì bạn sẽ chạy các cái process cần thiết của application của bạn thông qua cái object release cùng với cái config mới nhất ở trên cái môi trường mà bạn đang deploy. Cái factor thứ 6 có tên là process, và cái nội dung được đề cập tới ở bên trong giờ theo factor app là các bạn nên chạy application như là một hoặc nhiều stateless process. Để hiểu được cái nội dung này, mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải tìm hiểu về stateless process là gì, cũng như phân biệt được sự khác nhau giữa stateless process và stateful process. Thì đầu tiên thì mình sẽ giải thích sơ qua về stateless process. Đây là các cái process sẽ không lưu trữ những cái dữ liệu về trạng thái của application cũng như là kết quả xử lý của các cái request hay là transaction. Thì sau khi process này xử lý xong các request hay là các transaction ấy, thì những cái dữ liệu được lưu bên trong memory sẽ bị xóa đi. Và trong trường hợp nếu các bạn muốn lưu trữ những cái dữ liệu liên quan tới trạng thái của application thì các bạn sẽ phải sử dụng thông qua các cái backing services, ví dụ như database. Còn stateful process là các cái process mà trong đó bạn sẽ lưu cái dữ liệu liên quan tới trạng thái của application hay là kết quả xử lý request vào bên trong memory. Và sau đó các bạn lại đọc những cái thông tin này để xử lý các cái request tới tiếp theo. Thì ở trong cho theo factor app có đề cập tới một cái khái niệm gọi là sticky session. Sticky session sẽ sử dụng cái memory của từng server, và khi các bạn sử dụng sticky session ấy thì các bạn sẽ lưu trữ dữ liệu của người dùng hay là của cái request hay là transaction vào bên trong memory của từng server. Và cái điều này sẽ vi phạm về nguyên tắc của bên trong cho theo factor app. Trong trường hợp các bạn muốn sử dụng cái chức năng tương tự như sticky session thì các bạn nên sử dụng thông qua backing services, và ở đây sẽ các bạn có thể tham khảo về Memcached hoặc là Redis. Cái factor thứ 7 có tên là pod binding. Đây là một cái nội dung khá là dễ hiểu nếu các bạn đã từng sử dụng container. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ nhé. Giả sử nếu các bạn có một cái container, và ở trong cái container này chúng ta sẽ có một cái web application hay là web server xử lý request tại pod 3000 của cái container này. Tiếp theo các bạn sẽ deploy cái container này lên một cái server, và sau khi deploy xong thì để cái container này có thể nhận được các request tới server tại pod 80 thì các bạn sẽ phải binding pod. Thì nếu các bạn đã từng sử dụng Docker command ấy, thì cái binding pod nó rất là đơn giản, nó chỉ là một cái option ở trong cái command Docker container run thôi. Thì sau khi cái binding cái pod 3000 của container với pod 80 của server thì các request tới tại pod 80 sẽ được redirect
sang port 3000 của container và sau đó các request này sẽ được xử lý ở bên trong container. Ngoài ra thì cũng có một cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ đó, thì các bạn có thể sử dụng environment variable, các cái biến môi trường ấy, để có thể tùy chỉnh được cái port của container mà bạn muốn xử lý cái request. Cái factor thứ 8 có tên là concurrency. Thì để giải thích về cái factor này thì mình sẽ bắt đầu từ định nghĩa concurrency. Concurrency là khi bạn có hai hoặc nhiều tác vụ cùng bắt đầu và chạy xử lý trên cùng một cái khung thời gian. Khi nói về concurrency ở bên trong ngôn ngữ lập trình thì các bạn sẽ liên tưởng ngay đến threading. Khi một application chạy thì sẽ bao gồm các cái process, thì tùy vào cái mức độ phức tạp của application thì cái số lượng process sẽ tăng lên. Lấy ví dụ một cái web application đơn giản thì sẽ bao gồm hai process là web process và worker process. Thì web process thì sẽ xử lý các cái HTTP request, còn cái worker process thì sẽ xử lý các cái business logic. Thì ở trong process thì các bạn vẫn có thể sử dụng các cái cơ chế như là multi-threading hay là parallel processing. Mục tiêu mà các bạn hướng tới là cái application mà các bạn tạo ra đối với cùng một loại process thì có thể chạy được nhiều trên physical server. Và ngoài ra với các cái process thì các bạn có thể sử dụng các cái process manager. Ví dụ ở trong Linux thì các bạn có thể sử dụng systemd. Thì cái lợi ích khi các bạn sử dụng process manager ấy là các bạn có thể quản lý được cái output của process cũng như là có các cái cơ chế để có thể khởi động lại process khi mà gặp lỗi. Thì khi kết hợp factor 8 là concurrency và factor thứ 6 là stateless process thì sẽ giúp các bạn tạo ra một cái application có khả năng scale up tốt hơn rất là nhiều. Cái factor thứ 9 có tên là disposability. Thì ở trong trường theo factor app ấy, thì họ đề cập đến hai cái vấn đề. Thứ nhất là process phải có cái thời gian khởi động nhanh, tức là cái startup time ngắn. Thứ hai là process phải hỗ trợ grateful shutdown. Thì mình sẽ đi vào giải thích sơ qua từng cái vấn đề nhé. Vấn đề đầu tiên, thời gian khởi động nhanh là cái startup time ngắn. Thì startup time của một process được tính kể từ khi các bạn gõ cái command để chạy process cho đến khi mà cái process có thể xử lý các cái request. Thì mục tiêu các bạn cần hướng tới là rút ngắn cái khoảng thời gian này. Thì sau khi các bạn đã rút ngắn được cái khoảng thời gian startup thì cái điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình scale up process cũng như trong quá trình release khi mà có thay đổi trong code base hay là config. Cái vấn đề thứ hai là grateful shutdown. Thì như mình đã đề cập ở trong cái factor thứ 8 ấy, concurrency ấy, thì mỗi process sẽ được quản lý bởi Process Manager. Thì khi mà bạn dừng process thì Process Manager sẽ gửi một cái signal có tên là SigTerm. Thì cái process ấy sẽ phải hỗ trợ để xử lý cái signal này. Thì đối với một cái web process, tức là đang xử lý HTTP request, thì khi nhận được cái signal này thì các bạn sẽ phải dừng nhận các cái request mới và hoàn tất các cái request hiện đang xử lý ở trong cái process này. Còn đối với job process ấy, thì nếu cái mô hình của các bạn đang sử dụng job queue chẳng hạn, thì khi nhận được cái signal này các bạn sẽ cần phải trả lại cái job đấy vào bên trong job queue để một cái process khác sẽ xử lý thay thế. Thì khi các bạn áp dụng được cái factor này ấy, các bạn sẽ cải thiện được cái khả năng scale của các cái process ở trong application của bạn. Cái factor thứ 10 có tên là environment parity. Thì cái nội dung muốn nói đến ở đấy ấy, là sự giống nhau giữa môi trường development và môi trường production. Thì ở trong một development workflow cơ bản thì các bạn sẽ có ba cái môi trường. Thứ nhất là development, là môi trường mà các bạn sẽ code và phát triển application. Thứ hai là môi trường staging, là môi trường mà các bạn sẽ deploy và test cái application của bạn. Thứ ba là môi trường production, là môi trường mà các bạn sẽ deploy và cung cấp tới end user. Thì ở trong Giotheo Factor App ấy, thì họ thiết kế application hướng tới continuous deployment, tức là tự động hóa quá trình deploy lên môi trường production. Thì để đạt được continuous deployment thì họ sẽ dựa trên tạo ra cái môi trường development gần giống nhất có thể với môi trường production. Thì nghe thì có thể đơn giản, nhưng mà khi mà một cái application của bạn trở nên phức tạp ấy, thì sẽ có cái rất nhiều là backing services liên kết với application của bạn. Và để duy trì được cái sự giống nhau giữa development và production ấy, thì sẽ đòi hỏi tốn kém. Tuy nhiên thì các bạn vẫn sẽ có thể sử dụng một số cách như là sử dụng container để giảm được cái chi phí duy trì này. Thì theo mình ấy, đấy là một trong những factor rất là hay nhưng mà khá là khó thực hiện bởi vì sẽ rất là tốn kém và tùy thuộc vào cái điều kiện của từng cái công ty. Cái factor tiếp theo có tên là log. Thì như các bạn đã biết, một cái application mà không sinh ra log ấy thì các bạn sẽ rất khó để hiểu được cái logic cũng như là trạng thái của application. Và một khi mà cái application phát sinh ra lỗi, các bạn sẽ không thể debug được. Thì bình thường các bạn sẽ xuất log ra một cái file nào đấy nằm ở dưới gạch chéo và gạch chéo log ở trên server ấy. Thì tuy nhiên ấy, cái log file này cũng chỉ là một cái output format của log thôi. Mà cái vấn đề được đề cập tới ở bên trong Giotheo Factor app ấy
là các bạn nên xem log là một chuỗi các event, là một chuỗi các sự kiện. Ở trong event ấy các bạn sẽ có timestamp, tức là cái khoảng thời gian nó phát sinh ra cái event này, và tiếp theo là cái nội dung của trong cái event đấy. Thì các cái application được thiết kế dựa trên Zotero Factor App sẽ xuất log ra Standard Output hay là STDout, và sau đó các bạn sẽ sử dụng các cái công cụ log router, ví dụ như là FluentD, để hướng log, redirect log sang một cái địa điểm khác. Ở đây các bạn có thể hướng log sang một cái log aggregation tool, ví dụ như Graylog hay là Logstat, hay là sang log analysis tool như là Elasticsearch, Elasticsearch, Logstat và Kibana, hoặc là các bạn có thể hướng log sang data warehouse như là Hadoop chẳng hạn. Thì theo mình thấy cái factor này là một cái factor khá là đơn giản và các bạn có thể áp dụng ngay vào trong cái application của các bạn. Cái factor cuối cùng có tên là admin process. Để bắt đầu các bạn sẽ cần phải hiểu được admin process là gì. Thì sau khi các bạn đã deploy application của bạn lên một cái môi trường nào đấy, thì có những lúc các bạn sẽ muốn thực hiện một số cái tác vụ để quản lý application, thì các bạn sẽ sử dụng command line để chạy một command nào đấy. Thì command này chạy thì sẽ sinh ra một cái process, và cái process này sẽ xử lý những cái tác vụ đấy, và sau khi chạy xong ấy thì cái process này sẽ dừng lại. Thì đấy chính là một dạng admin process. Thì ở đây sẽ có một số cái ví dụ như là database migration. Giả sử cái framework hay là cái library hay là cái ngôn ngữ lập trình có hỗ trợ database migration, thì các bạn sẽ log in vào trong cái server và sau đấy sẽ sử dụng command line để chạy cái command thực hiện database migration, đúng không? Thì sau cái command này chạy xong ấy, thì sẽ process này sẽ dừng lại. Thì cái vấn đề được đề cập tới ở bên trong Zotero Factor App ấy, là các bạn sẽ chạy cái admin process cùng với cái môi trường của các cái process khác, và chạy trên cùng một cái release object, tức là chạy trên cùng một code base và cùng một cái config ở trên cái môi trường đấy. Ngoài ra thì các bạn nên viết cái process này thành một cái đoạn script và quản lý code của cái đoạn script này cùng với code base của application. Sau khi mình đọc về cái định nghĩa của cái factor này ở trên trang chủ của Zotero Factor App ấy, nói chung là mình cũng chưa cảm nhận được nhiều về cái lợi ích của cái yếu tố này. Ok, vậy là mình đã giới thiệu tới các bạn 6 Zotero Factor App. Thì trong video này thì mình mới chỉ giới thiệu sơ qua về 12 yếu tố này. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể lên trang chủ của Zotero Factor App và tìm hiểu thêm nhé. Thì tuy là có 12 yếu tố nhưng mà áp dụng được bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào cái môi trường và cái application mà bạn đang phát triển. Thì theo mình thấy thì những cái factor như là code base hay là dependency hay là log ấy, thì các bạn có thể bắt tay vào áp dụng vào cho cái application của bạn luôn nhé. Thì nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn cập nhật những video mới từ mình thì hãy ấn nút subscribe và like ở phía dưới, và hãy đừng quên chia sẻ video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tuần tiếp theo.